Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, xin được bạch thỉnh chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hành nguyện của các ngài quang giang nơi Pháp Hội Chứng Minh và Gia Hộ, cùng nương ngoài lực của Đức Phật Bổn Sư Thịnh Hết Thầy chư chúng Đà Phát Tâm Bồ Đề, chư Thiên chư Thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quỷ thần, vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tầm về nơi Pháp Hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn Già Lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con. Kinh bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ tử chúng con, tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng, xin thành tâm đối trướng Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tăng tháng công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trường phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khai bạch Tam Bảo chứng minh giá trị, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa an cư kiên hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, buổi thứ 10 phẩm thọ ký thứ 6. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trồng ứng phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chánh pháp Phật, đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài, càng chung ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ đường sức khỏe trụ thế xa ba được dài lâu, để hoằng dương giáo Pháp Phật phổ độ quần sanh.
và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật pháp khiến được hưng thịnh, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Ta. Chí ở tâm ma đàn na lê, nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a chư Phật. Chí tâm ma đàn na lê, nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên nghe tôn pháp. Chí tâm ma đàn na lê, nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a hiền a thánh a tăng. Phạm ma vi diệu rực sâu vô thường, trăm nghìn muôn ức kiếm khó gặp mới. Con nay thầy nghe
được thọ trì nguyện hiệu nghị chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bay cuốn dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần, ở trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, ở trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thọ Kỳ Thứ Sáu Luân Bảy Giờ Đừng Thế Tôn nói bài kệ đó, rồi bảo các đại chúng sướng lời thế này: Ông Ma Ca Diếp, đệ tử của ta ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ứng căn đức Phật Thế Tôn, cúng dường cung kinh tôn trọng, ngợi khen rộng nói vô lượng đại pháp của các đức Phật. Ở nơi thân ruộng sau đăng thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cùng chánh biến trí minh hành tung thiền thể, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nương tên là Quang Đức Kiếm, tên là Đại Trang Nghiêm, phần thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp chủ thế 20 tiểu kiếp, tưởng pháp cũng chủ 20 tiểu kiếp, cõi nước tốt đẹp không có càng thư giờ sâu ngói sỏi gai không cùng đô tiền lời chẳng dành còi đỏ bằng thân không có bao thâm hầm hô gò nông đứng bằng lưu ly cây bao thắng hàng vang rộng làm dây đề dân bên đường rải các hoa bao khắp nơi sạch sẽ Bồ Tát trong đường đó đông vô lượng nghìn ứng các chúng thanh văn cũng lại vô số không có việc ma dầu là có ma và dân ma nhưng đều hộ trì Phật pháp bấy giờ đương Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng bảo càng tỳ kheo rằng ta dùng mắng của Phật thấy ông Ca Diếp này ở nơi đời vị lại qua vô số kiếm sau sẽ đặng thành qua Phật mà ở đời vị lại cung dường và kính thờ đủ 300 muôn ưng căn đức Phật Thế Tôn vì cầu trí huệ Phật mà tính tu phạm hạnh cúng dường đấng tối thượng nhị túng tôn xong rồi tu tầm tròn tất cả trí huệ bậc vô thường ở nơi tân rốn sâu đằng chứng thành làm Phật cõi đó rất thanh tịnh chất lưu ly làm đất nhiều thứ cây bằng bao thắng hàng ở bên đường dây vàng dặn ngăn đường người ngõ thấy vui mừng thường thoáng ra hương thơm rải
lai căn tứ hoa đẹp căn món bố kỳ diệu dùng để làm trang nghiêm coi đó đứng bằng thẳng không có nhưng có hầm các hàng chúng bồ tát đông không thể xưng kể tâm cán vị hòa diệu đều đẳng thần thông lớn phụng chỉ các kinh điển đại thừa của các phần các hàng chúng thanh văn vô lậu thân rốn sâu là con của Pháp Vương cũng chẳng thể kể hiện nhưng đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đếm biên phần đó sẽ sống lâu tuổi 12 tiểu kim chánh pháp trụ ở đời đủ 20 tiểu kim tương pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kim đứng quang minh thế tôn việc của ngài như thế lúc bấy giờ ngài đại mùng kiến liên ngài tu bồ đề ngài đại ca chiến diên vân vân thầy đều run sợ một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mắt không hề tạm rời liền đồng tiếng nhau nói kể rằng Thế Tôn rất hùng mạnh và vương trong dòng thân vì thương xót chúng con mà ban dòng tiếng Phật nếu rõ thâm tâm con đường vẫn tỏ kỳ cho như dung cam lô rưỡi từ nóng đằng mang mẹ như từ nương đòi đến bồng gặp cổ tiên vua còn ôm lòng nghi sợ chưa dám tự ăn liền nếu lại đặng vua bảo vậy sau mới dám ăn chúng con cũng như vậy hằng nghĩ lối tiểu thừa chẳng biết làm thế nào đặng huệ vô thượng Phật giàu nghe dòng tiếng Phật nói chúng con thành phần còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự rằng nếu đường Phật tỏ ký mới là khoai ăn vui thế Tôn rất hùng mạnh thường muốn ăn thế gian sinh thọ kỳ chúng con như đói cần bảo ăn lúc bây giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn báo các thầy tỳ kheo rằng ông tu bồ đề đây đến đời vĩ lai phụng thờ 300 muôn ức na do ta đức phần cúng dường cung kính tôn trọng người khen thường tu ánh thanh tịnh đủ đạo bồ tát ở thân ruộng sau đánh thành phần hiệu danh tượng như lai ưng cùng chánh biến tri minh anh tôn tiền đề thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phổ thiên nhân sư vân thế tôn kiếm đó tên hữu bửu nương đó tên là bửu sanh coi đó bằng thẳng đấn rằng lưu ly cây báu trang nghiêm không có những gò hầm cát sỏi gai trông cùng tiện lợi dơ giấy hoa báu trài đất khắp nơi sành sẽ nhân dân cõi đó đều ở đài báu và lầu gác quý đẹp hàng kẻ tự thành vắng đông vô lượng vô biên tinh kẻ cùng thí dù đều không thể biết các chúng bồ tát đồng vô số nghìn muôn ứng na do ta đương vân thọ 12 tiểu kiếm chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếm tượng pháp cũng trụ đời 20 tiểu kiếm đứng phần đó thường ở trên nữa không vì chúng nói pháp độ thoáng đẳng vô lượng bồ tát cùng chúng thánh vắng khi đó đừng thể tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng các chúng tỳ kheo này nay ta bảo các ông đều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói đệ tử lớn của ta là ông tu bồ đề rồi sẽ đặng làm Phật hiểu gọi là danh tướng sẽ phải cúng vô số muôn ứng căn đức Phật theo hành của vân lam lừng lừng đủ đạo lượng từng rốn sâu sẽ đặng 32 tương tôn sinh lịch đẹp đẽ lắm dường như núi bao lớn coi nước của Phật đó trang nghiêm sanh thứ nhưng chúng sinh nào đường thấy không ai
chẳng ngư mến Phật ở trong cõi đó Đô Tát vô lượng chúng. Trong pháp hội của Phật, các Bồ Tát đông nhiều thấy đều bậc lời căn chuyển pháp luân bất thôi, coi nương đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm các chúng thánh văn lớn chẳng có thể đến kể, đều đáng ba món minh đủ sáu thứ thần thông trụ tam pháp dài toàn coi đừng rừng lớn đứng Phật đó nói và miệng ra vô lượng món pháp từng thông biến ngó chẳng thể nghĩ bằng được, các ngàn trời nhân dân số đông như hàng xa đều cùng nhau chậm tay lắng nghe lãnh lời phần đứng Phật đó sẽ thọ tuổi 12 tiểu kiếp chánh pháp chủ lại đời đủ 20 tiểu kiếp tượng pháp chủ ở đời cũng 20 tiểu kiếp luôn. Bây giờ đừng tế tôn lại bảo các chúng tỳ kheo ta này nói với các ông đại ca chiến viên này ở đời sẽ tới dùng các đồ cúng ma cúng dường vùng thờ tam nghìn đến vương cúng kính tôn trong sau khi con đứng Phật diệt đồ ông đều dừng tham miêu cao 1.000 do tuần ngang rộng ngay bằng 500 do tuần tham miêu đó dùng 7 món báu vàng bạc liêu ly xa cư mà não chân châu và mái gối hiệp lại thành cúng dương tháp miêu bằng càng thứ hoa chuối ngọc hương hoa hương bồn hương đốt lòng nhiều trang phán sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường 20 muôn ngân phần cũng như trước cúng dường càng đứng Phật đó rồi đủ đạo Bồ Tát sẽ đang làm phần hiệu diêm phù na đề kim quang Như Lai cũng cúng tranh biên chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phú thiên nhân sư Phật Thế Tôn cõi đó bằng tăng đất bằng phá lê cây báu trang nghiêm vàng dòng làm dây để răng bên đường hoa đẹp trai đứng khắp nơi dần sẽ người đường thấy đều vui mừng không có bốn đường dự địa ngục a quỷ chúng sanh và a tu la càng trời cùng người rừng đông càng chúng thánh văn và bồ tát vô lượng muôn ứng trang nghiêm đường đó đứng Phật đó thọ 12 tiểu kiếm chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếm tượng pháp cùng trụ 20 tiểu kiếm lung đó đừng Thế Tôn buồn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng các chúng tỳ kheo này đều nên một lòng nghe như lời của ta nói chân thiệt không khác là ông ca chiến diên này sau sẽ dùng các món đồ cúng dường tốt đẹp mà cúng dường các Phật càng đứng Phật diệt rồi dường tam bằng bảy bao cùng dùng hoa và hướng đề cúng dường xa lời thân ruột sâu của ông đăng trí huệ của phần thành bậc đằng chánh giang cõi nương đứng thanh tịnh đồ toan đằng vô lượng muôn ân hàng chúng sanh đều được mười phương kháng thương đến kinh cúng dường ánh sáng của Phật đó không ai có thể hơn đứng phần đó hiểu là diêm phù kim quang phần bồ tát và thánh văn dân tân ca hữu lầu đông vô lượng vô số trang nghiêm coi đường đó luôn bây giờ đừng Thế Tôn lại bảo trong đại chúng ta nay nói với các ông đại mộng kiến liên đây sẽ dùng các món đồ cúng mà cúng dường 8.000 các đức Phật cung kính tôn trọng sau khi chư phần diễn đồ đều dưỡng tháp miếu cao 1.000 do tuần ngang rộng bằng thắng 500 do tuần dùng 7 món báu vàng bạc liêu ly xa kê mà não trên châu và mai gối hiệp lại thành đem càng thế hoa chuối ngọc hương xoa hương bồn hương đốt lòng nhiễu và trang vang để cung dường tam sau lúc ngay lại sẽ cung dường ngay đâm muôn ngân càng đức Phật cũng như trước rồi sẽ đăng thành Phật.
Đều Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hướng Như Lai Ứng Cung Chánh Biến Chi Minh Hành Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thường Sĩ Điều Ngữ Trưởng Phú Tiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Kiếm Đo Tên La Hy Mang Nước Tên La Ý Là Cõi Đo Bằng Thằng Chứng Phá Lê Làm Đứng Cây Báu Trang Nghiêm Đại Hóa Trưng Châu Khắp Nơi Sạch Xe Người Đường Tây Đều Vui Mừng Cả Ngàn Trời Người Rừng Đông Bồ Tát Và Thanh Văn Số Nhiều Vô Lượng Đứng Vân Đó Thọ 24 Tiểu Kiếm Chánh Pháp Chủ Lại Đời 40 Tiểu Kiếm Tượng Pháp Cũng Chủ 40 Tiểu Kiếp Khi Đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đệ tử của ta đây là Đại Mùng Kiên Liên Bó Thân người này rồi sẽ đặng gặp 8.200 muôn ngưng vì các đứng phần Thế Tôn ông vì cầu phần đạo nên cúng dường cung kinh ở nơi các đứng phần thường tu trì phạm hạnh ở trong vô lượng kiếm phụng trì pháp của Phật Càng đứng Phật diệt rồi xây 8 bằng 7 báu táp vàng rất cao rộng dùng hoa hương ký nhạc để dùng dâng cúng dường tháp miếu Càng đức Phật lần lần đáng đầy đủ đạo hành Bồ Tát rồi ở nơi nương Nghi Lan mà đằng thanh qua phần hiệu là Đa Ma La Bàn Chiên đang hướng phần đứng vân đó thọ mạng 24 tiểu kiếm thương vì hàng trời người mà diện nói vân đạo chúng thanh văn vô lượng như số các sông ngàn đủ 36 thông đều có oai đức lớn Bồ Tát đông vô số chi bền lòng tinh tấn ở nơi trí huệ vẫn đều không hề thôi chuyển sau khi vận diện đồ tranh pháp sẽ chủ đời đủ 40 tiểu kiếp tường phạm cùng như thế các đệ tử của ta bừng ngoài đứng đầy đủ số đó 500 người ta đều sẽ thọ ký ở nơi đời vị lai đều đặng chứng thành phật ta cùng với cả ông đời trưởng kiện nhân duyên ta nay sẽ thuận nói cả ông kêu lắng nghe nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Tam Bảo Chứng Minh Nói Thân Ngộ Niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Từ Thiện Vương Chuông Thiện Long Bằng Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiện Thần Đồng Thủy Chứng Minh Gia Hồ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục trí tốt đối với khổ nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý thường tư duy chân pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu đời đời các kiếp vì lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức Như Lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức Phật dạy tin sâu nhưng qua phạn tâm bồ đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tâm tại chùa bền thực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp
nguyện cho những dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bình căn thuyền giảm gia quyền an khang lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trưởng. Nguyện cho các ứng linh chiến sĩ trừng vong đồng bào từ nạn dân quân du kích tự về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loài côn chứ vì ứng linh gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước. Các ứng linh oán gia tại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa các ứng linh có những duyên tại địa cuộc này. Các ứng linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giang tinh lìa khổ u minh khởi niềm từ bi xa lìa đường khổ tình sau tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam. Cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dân trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vàng sớm được sanh về cảnh giới an nghề lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hòa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng càng nàng nước cho biển đông và lũ quét lục lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nàng dịch này cho chúng nghe sanh. Hồi hướng cho chúng nghe hành bình quỷ vương ác độc quỷ vương đáng quỷ vương huyết lệ sâu quỷ vương cung căng tiêu quỷ tư có liên quan tới ác năng của những loài. Nguyện cho chúng quý này được nương công đức tu tâm pháp lục hòa của chúng con mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật pháp từ bỏ việc ác hộ trì việc thiền phát tâm Bồ Đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lư thực hành công hành Bồ Đề truyền tài Phật pháp phổ độ chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc trung kiên trì đứng trọn đầy những tấm hòa lạc già trẻ kính nhường trí ngô chẳng nghịch mọi người chung sức giúp nương an dân nghe người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng dòng Việt Nam khang thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa mong cho ba nghiệp chẳng tiêu chứng tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn khắp nguyện nghe ó phước ban gấp tất cả đức độ quần sanh Phật pháp thịnh hưng tam đồ dân nghe sạch na nam ma mô Phật Bồ Nghệ Sư Thích Ca Mâu Ni. Tùng
kính công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thầy đều thể nhập vô sanh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thực sáng ngời, nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này trang trải mười phương khắp tất cả, hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật, nguyện cho chúng sẽ hiểu thấu đạo lớn Phật tâm vô thượng. Từ quy y Pháp nguyện cho chúng sẽ tạng trí tuệ như biển. Từ